Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Lào Cai hoàn thành công tác giao nhận quân năm 2017. 690 công dân ưu tú là con em đồng bào các dân tộc của Lào Cai đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc trong không khí trang trọng, thắm tình quân dân của ngày hội tòng quân. Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai làm việc với ngành kế hoạch và đầu tư về công tác kế hoạch năm 2017 và cả giai đoạn từ nay đến năm 2020. Vùng dứa Bản Lầu, Mường Khương, tỉnh Lào Cai được mùa rớt giá, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân dân. Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nước thành viên của NATO chia sẻ công bằng và trách nhiệm. Fed có thể nâng lãi suất bất cứ vào thời điểm nào trong năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 16 tháng 2, tại 9 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, bàn giao 690 công dân cho Sư đoàn 316 Quân khu 2, Trung đoàn 254 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Lào Cai. Tới dự lễ giao nhận quân tại thành phố Lào Cai có Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đã tới dự và động viên các tân binh của huyện Văn Bàn. Tại các địa phương khác trong toàn tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới giao nhiệm vụ và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2017 là năm thứ hai cả nước thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ một lần trong năm. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên ngay sau khi có quyết định số 4571 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân bổ chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự 9 huyện, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc thông tư, hướng dẫn của cấp trên, nhất là một số nội dung có liên quan đến công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo thông tư của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 2. Đánh giá chung là các huyện, thành phố đã thực hiện tròn khâu trong công tác tuyển quân, đảm bảo đúng phương châm tuyển người nào chắc người đó. Chủ động xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cử cán bộ xuống nắm bắt trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, thực hiện 3 gặp, 4 biết, theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở thực hiện đầy đủ các bước sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số, nắm chắc số quân trang, hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị nhận quân đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong số 690 tân binh của tỉnh Lào Cai lên đường nhập ngũ, có 24 tân binh có trình độ đại học cao đẳng, 100% là đoàn viên, 4 đồng chí là đảng viên, trên 80% là con em các dân tộc thiểu số. Tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt hơn 75%. Đặc biệt, có tới 256 công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 164 xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Các tân binh lên đường đợt này đều vui vẻ, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Em rất là vinh dự và tự hào vì em đã trở thành chiến sĩ. Em xuống đơn vị, em sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ không ngừng tu luyện đạo đức, rèn luyện phẩm chất đạo đức của con người em. Tôi rất vui mừng và xúc động vì con mình đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi hy vọng trong môi trường quân đội, con tôi sẽ được rèn tính kỷ luật, tinh thần yêu nước để sau này trở thành người có ích, trở về phục vụ tại địa phương. Từ khi em nhận được lệnh gọi nhập nghĩa vụ quân sự thì em rất vui ạ, hào hứng ạ. Bố mẹ cũng đã động viên là con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đây là quyền nghĩa vụ của mỗi công dân, chúng ta phải cố gắng là học tập và phấn đấu. Chỉ có là động viên các em nó đi nghĩa vụ quân sự làm sao hoàn thành tốt được nhiệm vụ được giao. Chắc chắn là đi nghĩa vụ về thì chắc chắn là em nó trưởng thành hơn. Lãnh đạo các địa phương đã phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân binh, mong muốn các tân binh sau khi về đơn vị sẽ ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người chiến sĩ, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh,
tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương Lào Cai. Đến 8 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 2, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2017, tiễn 690 công dân là đoàn viên thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, đúng nghi thức, đảm bảo an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân. Trước đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động nói chuyện, truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh, góp phần động viên các thanh niên thêm tự hào, phấn khởi, lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có cuộc làm việc với ngành kế hoạch và đầu tư về kết quả thực hiện công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Cùng tham dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong năm 2016, công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Việc thẩm định, đấu thầu và giám sát đầu tư được tăng cường, đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 32 dự án sử dụng ngân sách nhà nước với số tiền đầu tư trên 431 tỷ đồng. Công tác đăng ký kinh doanh và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp được ngành kế hoạch và đầu tư chú trọng thực hiện. Cấp đăng ký kinh doanh thành lập mới gần 400 doanh nghiệp. Các dự án ODA và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng các quy định của nhà nước. Trên cơ sở xác định rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 và cả giai đoạn 2017-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tham mưu huy động nguồn lực đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 theo đề án số 05 của tỉnh ủy. Mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong giai đoạn này là 160.000 tỷ đồng, tăng 2,03 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhận định một số vấn đề khó khăn để có biện pháp tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ tỉnh giao cho ngành kế hoạch và đầu tư. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai đã có rất nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đối với các nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong thực hiện công tác đầu tư, phát triển. Có sự lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên đầu tư những công trình có vốn đầu tư thấp, hiệu quả cao, tránh việc đầu tư dàn trải, hình thức, phô trương. Dự báo năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình tài chính của đất nước, địa phương vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, toàn ngành cần có kế hoạch sử dụng các nguồn lực thật sự phù hợp, thực hiện nghiêm túc công tác cắt giảm chi tiêu để dành nguồn lực phục vụ cho các hoạt động đầu tư phát triển. Và bài toán đặt ra đó là phải tập trung đẩy mạnh vào cái cải cách hành chính trong lĩnh vực bộ máy, con người. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cải cách hành chính chỉ có mỗi mấy cái thủ tục kia, không phải thế. Cải cách bộ máy, cải cách con người. Nào, bây giờ bắt đầu khoán chi đi. Bây giờ bắt đầu tự chủ đi. Bây giờ bắt đầu giảm biên chế đi. Bây giờ bắt đầu siết chặt lại, tinh giản đi. Tất cả những cái này đều phải được làm. Đây là một cái món là để giảm tiết kiệm chi nhất. Và chỉ có giảm chi những cái này thì mới có cái kinh phí để chúng ta quay trở lại để đầu tư cho cái khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong đề nghị ngành kế hoạch và đầu tư cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong khai thác nguồn tài nguyên đất đai và các tài nguyên khác của địa phương, tăng cường thu hút đầu tư, làm tốt công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và chương trình khởi nghiệp quốc gia, chiều nay ngày 16 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp hợp tác xã tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. Khởi sự phát triển doanh nghiệp đang thực sự là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Riêng tại Lào Cai, cùng với hàng loạt những cơ chế chính sách ưu đãi để tạo lập môi trường kinh doanh thực sự lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân và các hợp tác xã mạnh dạn có những ý tưởng mới, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai,
Để doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai có đủ sức mạnh, sức cạnh tranh vươn ra biển lớn, thì điều quan trọng bậc nhất là việc các doanh nghiệp phải cơ cấu, tổ chức và sắp xếp lại hoạt động, lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế. Hiện số lượng thành viên được đào tạo khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp còn thấp. Chính vì vậy, chia sẻ những khó khăn vướng mắc cùng khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong những ngày đầu lập thân lập nghiệp, vượt qua thách thức để thành công là rất quan trọng. Chị Tần Thị Xu hay anh Lý Láo Lở, những đại diện doanh nghiệp trẻ tiêu biểu nhất trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại Lào Cai, mong muốn các cấp chính quyền, các ngành hữu quan sẽ tiếp tục đồng hành, khích lệ và tạo những điều kiện tốt nhất để thanh niên trẻ, thanh niên nông thôn, nhất là vùng đồng bào thiểu số, mạnh dạn khởi sự vươn lên lập nghiệp tại quê hương. Theo kế hoạch khởi sự, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhóm nội dung cụ thể là nâng cao năng lực quản lý, mở rộng thị trường, áp dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách nhà nước, hỗ trợ kênh thông tin doanh nghiệp, thành lập quỹ đổi mới khoa học công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đổi mới khoa học công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các công cụ quản lý, hỗ trợ quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động, đóng góp khoảng 55% tổng sản phẩm trên toàn địa bàn. Những vấn đề về tư vấn cho khởi nghiệp là rất quan trọng. Những vấn đề về đào tạo, vấn đề cung cấp thông tin khởi nghiệp, vấn đề hỗ trợ và tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn là cơ hội để các bạn trẻ biến ước mơ hoài bão của mình thành hiện thực. Hôm nay hôm tôi nói rõ là tỉnh sẽ làm bằng mọi cách để các thanh niên có chí khí, các thanh niên có ước mơ, có khát vọng, nếu có chí quyết tâm thực hiện. Về vấn đề tư vấn khởi nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp chủ trì chỗ anh Lương, tôi đề nghị là xây dựng thành các câu lạc bộ khởi nghiệp, ấy, câu lạc bộ khởi nghiệp của các kỹ sư trẻ, câu lạc bộ khởi nghiệp của các cái khu nông nghiệp chất lượng cao, hay câu lạc bộ khởi nghiệp du lịch, vận tải, v.v. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Dương mong muốn các doanh nghiệp phải nâng cao tinh thần tự chủ, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong kinh doanh, xây dựng chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nhân và tinh thần vì sự phát triển của xã hội. Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm bớt khí thải CO2, còn gọi là dự án KFW8, được thực hiện từ năm 2016. Đến nay, Lào Cai đang từng bước hoàn tất các thủ tục để có được 77 thôn trong vùng dự án được hưởng lợi. Đây là kết quả được đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án KFW8. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, các cơ quan đơn vị tham gia triển khai dự án. Đây là những thôn có nguy cơ xâm hại đến vùng lõi của hai khu bảo tồn thiên nhiên của huyện Bát Sát và Văn Bàn. Sau một năm, dự án đã thực hiện được một số hoạt động như khảo sát, giám sát đa dạng sinh học và tuần tra rừng, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục để mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản tuần tra bảo vệ rừng cho 9 thôn của xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ 700 triệu đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các thôn bắt đầu đi tuần tra, bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2017. Trong hoạt động phát triển cộng đồng, dự án đã hoàn thiện các điều kiện để mở tài khoản cho 41 thôn, chuyển tiền vào quỹ phát triển thôn bản cho 9 thôn của xã Nậm Xây với kinh phí 3 tỷ 332 triệu đồng và tổ chức được trên 70 cuộc họp thôn về xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý thôn và tổ tuần tra bảo vệ rừng, lập kế hoạch sử dụng quỹ hàng năm. Trong năm 2017, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển tiền quỹ tuần tra bảo vệ rừng cho 32 thôn đã hoàn tất hồ sơ trong năm 2016 và tiến hành thực hiện gói thầu điều tra đa dạng sinh học của hai khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn và Bát Sát. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tổ chức cuộc họp nghe Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu phần mềm xây dựng đô thị thông minh tại tỉnh Lào Cai. Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Lào Cai và lãnh đạo chi nhánh Viettel Lào Cai cùng các chuyên gia tư vấn. Theo đó, Viettel dựa trên những định hướng lớn của tỉnh về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 để xây dựng mô hình thành phố thông minh và sẵn sàng hỗ trợ tỉnh xây dựng, triển khai chính phủ điện tử. Các lĩnh vực được ưu tiên cho thành phố thông minh gồm quản lý an ninh công cộng, giao thông thông minh, y tế thông minh, du lịch thông minh và công dân thông minh. Tất cả các lĩnh vực đều sẽ được quản lý, điều khiển thông qua mạng với các phần mềm quản lý chuyên ngành.
Về giải pháp riêng cho an toàn giao thông, Viettel sẽ cung cấp đầy đủ dịch vụ camera quan sát giao thông, quan sát an ninh trật tự, súng bắn tốc độ kết hợp với hệ thống quản lý tự động từ trung tâm điều hành, hệ thống biển báo điện tử tại các tuyến đường chính. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao mô hình xây dựng thành phố thông minh của Viettel. Từ đó đề nghị Viettel cần xây dựng chi tiết hơn các hạng mục đầu tư, làm rõ hiệu quả đầu tư và khảo sát, tính toán phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại Lào Cai. Đặc biệt là giải pháp quản lý du lịch thông minh, chú trọng tới việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật của hệ thống và nền tảng hệ thống kết nối giữa các nhà mạng, các nhà cung cấp. Vùng dứa Bản Lầu lại rơi vào tình trạng được mùa rớt giá, khiến cho người nông dân gặp không ít khó khăn. Và tình trạng này chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu việc bao tiêu sản phẩm cho bà con không có sự liên kết, hỗ trợ từ nhà nước và doanh nghiệp. Lâu nay, việc liên kết 4 nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp đã được nhắc tới như một yêu cầu bắt buộc để có thể phát triển các vùng nông sản hàng hóa. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian vừa qua, tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, một số mặt hàng nông sản, đặc biệt là dứa và chuối, thường xuyên lâm vào cảnh được mùa rớt giá, sản phẩm ế ẩm, không được bao tiêu kịp thời. Xã cũng đang đề nghị các cấp, các ngành cũng như là phối hợp với bà con nông dân để có những cái biện pháp xây dựng các cái thương hiệu, quảng bá cái sản phẩm dứa của địa phương để nhiều doanh nghiệp, nhiều nơi người ta, các doanh nghiệp chế biến, thu mua, biết được cái địa chỉ để tìm đến để thu mua, để đẩy cái giá dứa lên để bà con nhân dân có thể có được lại trong cái sản xuất dứa năm nay. Chị Phan Thị Xuân, thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, trồng 1 hecta dứa. Năm nay dứa được mùa, nhưng mới đầu vụ thu hoạch giá đã xuống rất thấp. Nếu bán tại vườn thì chỉ được 2.800 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg. So với các năm trước, giá giảm tới hơn 1/3. Với mức giá bán như vậy, bà con trồng dứa sẽ lỗ nặng. Giá dứa thì bây giờ thì có 2.800 thôi, nhưng mà tiền phân thì là 5.200 một cân. Thì tính ra tiền trừ tiền phân tiền thuốc ra thì không được cái gì để vào làm để nuôi các cháu đi học, bây giờ còn không được, tính ra gần không đủ tiền phân thì lỗ hết thôi. Gia đình ông Phạm Đăng Quyết, thôn Na Mạ 2, là một trong những hộ trồng dứa lâu năm ở Bản Lầu. Năm nay ông trồng hơn 2 hecta dứa, phải đầu tư hơn 6 tấn phân NPK, trị giá khoảng 30 triệu đồng, chi phí về giống hết khoảng 30 triệu nữa. Nếu giá bán như hiện nay, gia đình ông chỉ đủ vốn. Nhà có trách nhiệm đầu tư, có trách nhiệm đấy thì xem là cái đầu ra cho dân, thì dân cũng đang lo cái đầu ra. Nhà đấy cũng còn nhiều nhưng chưa bán được nào. Cái giá dứa bây giờ là đỉnh nhất là bây giờ 2.800-2.500 thôi, mà còn chưa tính công bể. Toàn xã Bản Lầu có trên 500 hecta dứa đang cho thu hoạch. Việc mới đầu mùa mà giá dứa đã xuống thấp cho thấy vụ dứa năm nay, bà con nông dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Về lâu dài, nếu việc quy hoạch phát triển các vùng nông sản hàng hóa không gắn liền với đảm bảo đầu ra, không huy động được sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, thì câu chuyện được mùa rớt giá nông sản sẽ chưa thể chấm dứt. Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã và đang được ngành y tế Lào Cai xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố niềm tin của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Ghi nhận về kết quả bước đầu trong việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh của các phóng viên thời sự. Khoa khám bệnh của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai, với đặc thù các bệnh nhân mắc bệnh nội tiết phải điều trị lâu dài nên mỗi ngày số lượng bệnh nhân đến tái khám lấy thuốc hoặc điều trị nội trú rất đông. Nhưng với sự nỗ lực của các y bác sĩ, hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy hài lòng, trong đó có những bệnh nhân đã điều trị tại đây trong một thời gian dài. Thế tôi có cái số sổ 81 gần như đầu tiên về đây chữa bệnh tiểu đường. Thế nhưng mà trong suốt cái thời gian 12-13 năm nay chữa ở đây thì theo cái bệnh viện này thì nói chung là về cái tinh thần thái độ phục vụ của các y bác sĩ đây thì khỏi phải nói, tức là chúng tôi thì không biết dùng cái lời nào để cảm ơn các bác sĩ mà đã quay phục vụ mà giúp đỡ những người bệnh như chúng tôi. Còn tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, nhất là khoa Nhi, thời điểm hiện tại số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tăng cao do thời tiết giao mùa. Chính vì vậy đội ngũ y bác sĩ phải tăng ca làm việc để đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Áp lực công việc lớn nhưng tất cả mọi người đều nhiệt tình, chu đáo, có thái độ ân cần, nhẹ nhàng,
tạo được niềm tin đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tiêm thì cháu phải chuyên bằng máy điện, cho nên rất là khó. Các bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình giúp đỡ các cháu. Không chỉ ở các bệnh viện tuyến tỉnh, mà tại các cơ sở y tế tuyến huyện, việc đổi mới phong cách và thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y bác sĩ cũng đang có những chuyển biến tích cực. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được người dân tại các địa phương vùng cao đặc biệt tin tưởng khi đến khám và điều trị. Sáng ra thì một đoàn bác sĩ đi từng phòng một hỏi thăm các cháu, xong là đọc tên tuổi của các cháu, xem là ngày hôm qua là như thế nào, ngày nay là như thế nào. Có phải có tin tưởng các bác sĩ chứ. Hiện Lào Cai có 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 8 bệnh viện tuyến huyện, 36 phòng khám đa khoa khu vực và 164 trạm y tế xã, phường. Việc đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, thực hiện chuẩn hóa chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh là điều đặc biệt quan trọng giúp ngành y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều phần mềm cài đặt xuất hiện trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên, mới đây, nhiều chuyên gia cảnh báo những người cài đặt và sử dụng các phần mềm này có nguy cơ bị lộ những thông tin cá nhân. Mặc dù đã được các chuyên gia cảnh báo nhiều lần bằng nhiều hình thức, tuy nhiên những bức ảnh chỉnh sửa của phần mềm Pitu và Metu của Trung Quốc vẫn xuất hiện trên trang mạng xã hội. Cũng theo các chuyên gia, các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được tự động cập nhật và tổng hợp lại, sau đó gửi về một máy chủ đặt tại Trung Quốc. Việc này sẽ tạo điều kiện cho hacker có cơ hội xâm nhập trực tiếp vào máy đó và lấy đi những thông tin bảo mật như là mật khẩu, số tài khoản, thông tin cá nhân. Phần mềm này cũng khai thác vị trí người chơi cũng như thói quen sử dụng các phần mềm của họ. Cho đến nay thì chưa có chuyên gia nào biết rõ việc thu thập thông tin ID cũng như là dữ liệu cá nhân của khách hàng là gì, nó sẽ gây hại ra sao. Nhưng chúng ta cần có nhận thức về tính nguy hại tiềm ẩn của những phần mềm này. Dù là bất cứ ai thì hãy nên bảo mật những thông tin cá nhân của mình, cân nhắc kỹ mỗi khi cài đặt các ứng dụng hay phần mềm lạ. Thưa quý vị và các bạn, hồi chuông cảnh báo tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể đã gióng lên từ lâu, với diễn biến ngày càng phức tạp. Liên tiếp những ngày qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng. Tại tỉnh Lai Châu vào ngày 13 tháng 2, đã có 7 người chết và 33 người nhập viện cấp cứu sau khi dùng bữa tại một gia đình ở bản Tà Trài, xã Ma Ly Trài, huyện Phong Thổ. Nguyên nhân được xác định có thể do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép. Ngay sau đó, tại tỉnh Hà Giang, tối ngày 15 tháng 2 đã có 81 người bị ngộ độc thực phẩm. Những người này sau khi ăn cỗ tại một đám cưới thì có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng. Qua các vụ việc trên, gióng thêm hồi chuông về tình trạng ngộ độc thực phẩm, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý thực phẩm trên thị trường và tăng cường kiểm tra an toàn tại các bếp ăn tập thể. Mọi người cũng cần chú ý và quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là tại các bữa ăn tập thể, cẩn trọng hơn với những thực phẩm không rõ nguồn gốc. Sáng nay 16 tháng 2, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức công khai tiêu hủy vật chứng gồm 60 bánh heroin, thuốc phiện với tổng trọng lượng lên đến 20kg và 43 chiếc ngà voi với trọng lượng 104,5kg. Đây là tăng vật trong các vụ án chuyên án lớn trên địa bàn tỉnh. Việc tiêu hủy số ma túy và ngà voi này nhằm thực hiện nghiêm luật phòng chống ma túy và Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp mà Việt Nam đã tham gia ký kết năm 1994. Sự kiện này cũng gửi thông điệp nhằm tuyên truyền giáo dục đến mọi người dân, nâng cao tinh thần phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm ma túy, ngăn chặn đẩy lùi nạn buôn bán trái phép ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm. Sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp mặt, Tổng thống Trump đã đề nghị Israel hạn chế hoạt động tái định cư tại các vùng đất chiếm đóng, đồng thời khẳng định ủng hộ một thỏa thuận hòa bình được Israel và Palestine thương lượng với nhau. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và Israel là liên kết không thể phá vỡ.
về tiến trình hòa bình Trung Đông. Tổng thống Trump cam kết nỗ lực để thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine, song nhấn mạnh việc có đạt được thỏa thuận cuối cùng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của hai bên. Cũng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Israel khẳng định Israel và Mỹ sẽ là hai đồng minh hàng đầu của nhau và chưa lúc nào phát triển tốt đẹp như thời điểm hiện nay. Về các giải pháp cho hòa bình Trung Đông, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố bất cứ giải pháp nào cũng sẽ đi kèm với những điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, những điều kiện tiên quyết này đã nhiều lần bị Palestine bác bỏ. Cũng tại cuộc họp báo, lãnh đạo hai nước đã chia sẻ ý kiến về quan hệ với Iran. Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn đánh giá lại và củng cố thỏa thuận hạt nhân với Iran, đồng thời tái khẳng định cam kết sẽ ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel có cuộc gặp trực tiếp kể từ khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Theo giới quan sát, chuyến thăm Mỹ lần này của ông Netanyahu sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai đồng minh chiến lược sau một thời gian gặp những rào cản dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Hai phe phái đối địch tại Libya đã đạt được thỏa thuận về một lộ trình chung nhằm hàn gắn sự chia rẽ đôi bên. Tuyên bố trên được bên trung gian là Ủy ban Hòa giải Ai Cập đưa ra vào ngày hôm qua sau khi kết thúc các cuộc đàm phán ở Cairo. Bước tiến này được coi là giúp tạo nền tảng cho một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm qua ở Libya. Theo tuyên bố đưa ra sau các cuộc gặp riêng rẽ giữa các phe phái Libya với đại diện Ủy ban Hòa giải của Ai Cập, người đứng đầu chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận tại Libya, ông Fayez Sarraj và chỉ huy quân đội quyền lực nhất của phe đối lập tướng Khalifa Haftar đã nhất trí về kế hoạch thành lập một ủy ban chung để cùng thảo luận về tiến trình hòa giải dân tộc, đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 2 năm 2018. Tại cuộc hội đàm, các bên cũng đề cập tới những bất đồng lớn hiện nay như việc thành lập và quyền hạn của hội đồng tổng thống, vị trí của tướng Haftar, thủ lĩnh của lực lượng quân đội quốc gia Libya và sự mở rộng ghế thành viên trong hội đồng nhà nước tối cao, cơ quan trên thực tế giữ chức năng của thượng viện có trụ sở tại Tripoli. Hiện vẫn chưa rõ các bên tham chiến tại Libya có ký kết thỏa thuận trong các cuộc đàm phán vừa kết thúc tại Cairo hay không. Libya vẫn trong tình trạng chia rẽ chính trị giữa các phe phái đối địch, bất chấp việc các bên đã ký thỏa thuận hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc hồi tháng 12 năm 2015. NATO cần sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông và Bắc Phi, và các thành viên NATO cần chia sẻ công bằng các trách nhiệm. Đây là quan điểm được Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra vào ngày hôm qua với liên đảng cầm quyền, cùng với tuyên bố rằng Đức cần chia sẻ thêm trách nhiệm với liên minh quân sự này. Phát biểu trong một sự kiện của liên đảng cầm quyền ở thủ đô Berlin, Thủ tướng Merkel cho biết Đức sẽ hướng đến mục tiêu tăng mức chi tiêu quốc phòng để tăng đóng góp cho các hoạt động của NATO, nhưng sẽ mất thời gian để đạt được mục tiêu này. Phát biểu của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhóm họp ngày 15 tháng 2 tại Bruxelles đã nhất trí tăng cường các nỗ lực và đóng góp về nhân lực và tài chính để thực hiện các nhiệm vụ của khối, đồng thời khẳng định gánh nặng của khối sẽ phải được các nước thành viên chia sẻ một cách công bằng. Dự kiến, Hội nghị An ninh Munich từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 sẽ có sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Dự kiến, Thủ tướng Merkel sẽ có cuộc gặp bên lề với ông Pence và đây sẽ là lần tiếp xúc đầu tiên của bà Merkel với một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 14 tháng 2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Janet Yellen khẳng định lãi suất sẽ tăng và quyết định có thể được đưa vào bất cứ thời điểm nào. Bà Janet lạc quan đánh giá về kinh tế Mỹ. Với tình hình thị trường việc làm tiếp tục cải thiện và lạm phát đang tiến dần đến mục tiêu 2% mà Fed đặt ra, bà nhấn mạnh tăng trưởng việc làm đạt trung bình 190.000 việc làm một tháng trong nửa tháng cuối năm. Trong nửa cuối năm 2016, tăng trưởng lương tăng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,8%, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, chỉ số lạm phát mà Fed theo dõi chặt chẽ, tăng lên mức 1,6% trong tháng 12 năm 2016, dù vẫn thấp nhưng đây là một tiến triển tốt. Bà Yellen xác nhận rằng lần tăng lãi suất tiếp theo có thể là vào bất cứ lúc nào, tuy nhiên bà cũng không đề cập đến việc các nhà hoạch định chính sách của Fed có cho rằng tình hình nền kinh tế có cho phép tăng lãi suất 3 lần trong năm nay như đã định vào tháng 12 năm ngoái hay không, và cũng không nói đến lần tăng lãi suất đầu tiên trong năm nay sẽ được quyết định tại cuộc họp vào tháng 3, tháng 5 hay tháng 6. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, bộ phận hoạch định chính sách của Fed đã nâng lãi suất vào tháng 12 năm 2016, lần thứ hai trong một thập niên, sau lần tăng đầu tiên vào một năm trước, nhưng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 1 vừa qua.
hơn 150 nhà xuất bản trên thế giới đang quy tụ tại hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 26, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 2 tại thủ đô của Cuba, một trong những hội chợ sách lớn nhất Mỹ Latin. Năm nay, đây không chỉ là sự kiện xuất bản và văn học nổi bật nhất, mà còn được coi là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm của quốc đảo Caribe này. Hội chợ có sự tham dự của hơn 150 nhà xuất bản, trong đó có gần một nửa đến từ 45 quốc gia khách mời, con số cao nhất từ trước đến nay. Hội chợ năm nay ước tính giới thiệu khoảng 5 triệu bản in của hàng nghìn đầu sách, trong đó có hơn 700 đầu sách mới. Canada là nước mời danh dự của hội chợ lần này, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao La Habana-Ottawa. Đặc biệt, hội chợ lần này giới thiệu tới độc giả Cuba và quốc tế bộ sưu tập 24 đầu sách mới về lãnh tụ Fidel Castro, người vừa từ trần hồi tháng 11 vừa qua ở tuổi 90. Đây là số lượng đầu sách lớn nhất về một nhân vật lịch sử từng được giới thiệu trong một kỳ hội chợ. Bên cạnh việc trưng bày sách, chương trình hội chợ cũng bao gồm 16 hoạt động khoa học nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực như văn học, lịch sử, điện ảnh, nghệ thuật tạo hình và âm nhạc. Dù chỉ có dân số 11 triệu người, nhưng Cuba sở hữu một trong những nền văn học phong phú và có bề dày nhất trong số các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Đọc sách cũng là một thói quen phổ biến của người dân quốc đảo Caribe này, một trong những yếu tố giúp Cuba vẫn có được một nền khoa học tương đối phát triển, bất chấp những khó khăn trong tiếp cận thông tin và công nghệ mới trên thế giới do lệnh cấm vận của Mỹ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.